chào anh em, quay trở lại gặp đôi xem kênh của mình nhá. Anh em ạ, thì là hôm nay mình có cùng em Duy này, hôm nay mình đi rủ em Duy đi bẫy chim anh em nhé. Đấy, hôm nay mình bên em Duy xách theo con họa mi đất của mình, thì mình xuống ra di chuyển ra khu này ấy. Đây, sương mù bao phủ luôn anh em ạ, rất hết rồi, tao tài củ sủ hết, thì mình có thể nghe thấy một con hót ở đây anh em nhé. Này, không, một con hót đang hót ở đây này, một đôi luôn anh em ạ. Thì con mồi của mình thì cũng như mọi người thấy rồi đấy, ở nhà thì hót á, nhưng mà vào rừng mới có hót không anh em ạ. Thì con mồi này cũng như mọi người biết thì là con mồi này mình bắt từ anh dân tộc Tóc Bắc Duy lên mọi người nhé. Là hôm nay mình sẽ đi test thử con mồi này luôn. Thì cũng như là gọi là bẫy họa mi đất thì mình thấy người ta bẫy là toàn hầu như là hình như là bẫy bằng lưới này, với cả keo này các kiểu thôi, xong bẫy bằng sập này ít lắm. Thì là hôm nay mình sẽ đi test thử là bẫy bằng sập thử xem mọi người nhé, không biết là có hiệu quả không, hiệu quả nó sẽ như thế nào mọi người nhé. Đấy, ok, anh em cùng theo chân của anh em mình đi lấy chim như thế nào nhé. Đi hôm nay nói chung là hôm trước mình xuống cắt cỏ cho con bò đấy, thì còn mình có nghe thấy nó hót ở trên kia rồi. Thì hôm nay mình biết mình mới xuống đây, thì hiện tại là mình đang nghe thấy nó hót ở đây này, nó đang ở cái bụi tre này anh em này. Đấy là mình thấy nó lên rồi, nó bay lên rồi đấy. Này, nó hót đây anh em nhé, nó đang hót ở bụi tre này này. Bây giờ không biết là mình và cái bụi tre ở đâu thì nó mới vào đây, treo hay là đặt ở đất đấy. Thế hầu như là bấy sập này là hình như là mọi người hay đặt ở đất đấy, nhưng mà mình sẽ treo thử xem, nếu mà không được thì mình mới đặt xuống đất mọi người nhé. Ok, mình đã nấp vào một chỗ gọi là đấy, vào đây anh em ạ, đây anh em ạ, có một con mồi rừng vào đây anh em nhé, đây hàng rồi đấy, hơi bị mờ anh em ạ, cho mình nấp vào chỗ bụi đấy, hai con anh em ạ, vào hai con rồi, đây con mồi của mình đây. Một con đang đậu trên cái bẫy của mình kìa. Đây. Cái này có keo bẫy thì ok ngay anh em ạ. Hết anh em ba con em nhé, quá đẹp anh em ạ, đỉnh chưa, con mồi của mình đỉnh chưa nha, ôi quá đỉnh nha con mồi của mình. Đúng rồi, đi mất rồi kia, tí rồi thì nó lại vào tiếp. Ôi, biết thế mình treo lên cao một tí thì ok anh em ạ. Chán thật anh em ạ. Nó vào một phát thôi, nó vào nhìn ấy, kiểu nhìn con mồi của mình ấy, nhưng mà không vào lánh anh em ạ, chán đấy. Pha đấy mà mình có kiểu là mình mang keo ấy thì là hẳn đang dính rồi anh em ạ, hẳn đang được. Giờ nó đang ở cái bụi tre dưới kia. Phải dưới đâu, ngay gần đây thôi, nhưng mà nó không vào anh em ạ. Này, có một cái bụi tre ở đây này, đấy, ra bụi tre này này, nhìn thấy nó bay lượn ở bụi đấy, lượn ra bụi tre này, đây, ui, để vào trong rồi, này, thì đuôi ra này, đây, quá đẹp anh em ạ, con mồi vào thì, đẹp chưa anh em? Đấy, anh em thấy chân nữa rồi. Đó, họa mi đất đó. Đấy. Ôi xời, kiểu là mình nấp ở trong cái bụi này, nó cái kiểu còn nó có cái điểm khuất của nó ấy, nên là quay nó hay mờ như thế. Giờ mất rồi. Tưng tưng đi đâu rồi?
những cái khuyết ở đây đây. Hai con đã ngã được. Mày có con một con này. Nó bị khuất đấy các bạn. Zoom lên phát là mờ ngay mọi người ạ. Chán thật anh em ạ. Nó vào mới một tí ấy. Không vào lánh nhảy vào sập đi nhỉ. Thì là mình lấy mình treo lên phát là nó vào ngay, nhưng mà vào rồi thì nó lại vào một lúc nó lại di chuyển vào trong rồi này. Nó cứ ở cái bụi cây măng hốc rồi này, nhưng mà không biết là giờ nó đi lâu rồi đấy, không thấy nó luôn anh em ạ. Chờ mãi không thấy vào. Trên mồi mình ở đây thì nó nói chung là gọi là nhát người đó, giúp lắm, giúp là giúp á. Thế thuần được mấy khả năng là nó sẽ tòa trong này rồi. Bây giờ mình anh em mình sẽ di chuyển vào trong này một tí thử xem nữa mọi người nhé. Anh em mình di chuyển ở bên trong này thì là có nghe con bổi rừng hót ở bên kia mọi người nhé, tiếp bên kia cơ, hẳn bên kia ấy. Mình nhớ che con mồi của mình lên đây thì nói chung khả năng là con mồi mình kiểu nhát người ấy, kiểu thấy người mình thế này là nó không hót ấy. Thì vừa nãy là mình thấy con bổi rừng hót ở bên kia thì con mồi mình cũng có hót lên, nhưng mà nó không thấy vào anh em ạ. Chán thật. Nếu mà pha bên đấy nhỉ, có keo Duy nhỉ, có keo thì ok rồi, nhưng mà mới tội là anh em mình không mang keo theo ấy, với cả lưới cũng không mang này. Thì là anh em mình hạn chế bấy lưới, với cả là nên là mình mang sập đi bấy thử xem không biết là có được không, mang đi thử thôi anh em ạ, thử mồi thôi. Anh người là nó lại không vào, nó chỉ vào nhìn thôi mọi người ạ. Chán thật. Mình thử bỏ con mồi của mình xuống đất xem anh em nhé, không biết nó có vào không. Đấy, hót thì nó vẫn nghe hót anh em ạ. Kìa. Vẫn nghe hót đấy, nhưng mà không biết nó có vào không ấy. Ok anh em cùng chờ xem nhá. Rồi di chuyển ra chỗ khác này, bỏ xuống đất này anh em ạ. Bỏ xuống đất nó không kiểu là như là không vào hay sao anh em ạ, chán thật sự luôn. Chắc là hôm nào phải mang kiểu là mang lưới, nếu mà vẫn thu phục thì phải mang lưới ra thôi anh em ạ, mang lưới và keo thôi. Chán thật anh em ạ, nó không vào anh em nhé. Kiểu như là vào thì có vào anh em ạ, nhưng mà kiểu là nó không nhảy sập anh em ạ. Nó vào thì nó cũng có một pha là một con nó kiểu là nó đậu ở trên cái sập của mình ấy, nhưng mà nó kiểu nó không nhảy ấy. Sau là hai con còn lại thì nó cứ đứng ở tầm xa nhìn không vào. Sau là mình di chuyển vào trong cái chỗ bần đấy, và nhưng mà chỗ cái bụi tre kia ấy, bần đấy, nhưng mà không được, nó không vào, tiếp tục nó không vào, nó là hót ăn đấy. Nhưng mà đây bây giờ mình di chuyển ra bên này nữa thì là vẫn thấy họ vẫn nghe thấy hót, nhưng mà vẫn không vào, chịu anh ạ. Chắc khả năng là nó vào chỉ vào một lần thôi, vào rất là nhanh luôn. Vào mình treo lên phát xong là mình ra còn nấp phát, và kiểu là nấp vào không còn bật máy lên là thấy vào luôn. Nhưng mà vào rất là nhanh nhưng mà không nhảy, mới rồi là không nhảy. Này, con chim của mình kìa. Chắc khả năng là anh em mình sẽ thu dọn xong rồi đi về thôi mọi người ạ. Chán ạ. Không ok lắm anh em ạ. Thôi, chắc khả năng là thu dọn đi ra thôi. Mệt nhỉ. Thế Duy cầm máy cho anh để anh... Đây nào, để anh cất con chim này. Chán nhỉ, Duy nhỉ, không được thì nhỉ. Ui, con gì, đi bịp kêu ở trên này anh em ơi. Ghê thật. Để kích về bịp thử xem mọi người nhá. Con bịp nó kêu ở trên lọ này này. Để mình kích bịp thử xem rồi nhá, nó kêu đây này, nó có vào không? Đi Duy bật 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 loa lên xong là ấy nào, mở tiếng bịp lên nào, bật Bluetooth lên đã, đầu kết nối loa đi, để kích thử bịp nhá. Anh em mình đang kích thử bịp xem mọi người nhá, nó có vào không? Nếu mà vào thì anh em mình sẽ kích, nếu mà hôm nào nó vào thì hôm nào anh em mình sẽ mang
thòng với cả là mẹt ra bấy bịp tóc giá rồi anh ạ. Nó đang không bịp bịp, đang kêu trên này em nhé. Duy tăng tiếng một tí nào đi, tăng tiếng lên đây con bịp bịp. Không thấy kêu anh em ạ, nó kêu trên này này, anh em mình kích nó không vào sao ấy. Thôi đi về đây nhỉ, thôi đi đi ra đi Duy. 2000 years later. Anh em mình đi bẫy chim về rồi nhá, thì phát hiện ra ở đây có một tổ cu dốc anh em ạ, đây đây chỗ này, này hơi tối anh em nhá, đây đây đây, không biết là tổ cũ hay tổ mới đây nhỉ, chắc là tổ cũ rồi quá Duy nhỉ. Đây khả năng tổ cũ rồi anh em ạ. Đấy. Để mình trèo lên xem thử xem mọi người nhé. Đó. Rồi. Khu dốc này, khu dốc mùa này là khả năng là làm tổ rồi đấy anh em ạ. Kiểu là thấy nó hot, kiểu là hot gọi nhau rồi ấy. Có khả năng là thấy làm tổ rồi, nên là mình sẽ thử xem cái này phải tổ mới hay tổ cũ mọi người nhé. Ok, trèo lên xem thử nhé. Anh em ơi, tổ cũ anh em nhé, tổ cũ từ năm ngoái rồi này. Anh em có thể thấy là nó còn không ấy, từ nó còn kiểu là có mạng nhện rồi đấy, tổ cũ rồi anh em ạ. Có ăn thua, trời em mệt hết người rồi ạ. Ui, có ăn thua anh em ạ, tổ cũ dốc cũ từ năm ngoái anh em ạ, không được rồi, chán thật. Mùa này là đúng là đang là mùa sinh sản rồi anh em ạ, tất nhiên không nên đi với chim rồi. Kiểu là mấy hôm trước thì mình có gọi là làm một chuyến để tìm tổ khai than, làm một chuyến để tìm tổ khai than anh em ạ, nhưng mà kết quả là không được ấy, nên là hôm nay là mình sẽ không kiểu là mình sẽ không đi thu phục hai con khai than kia nữa, bởi vì là nó đang vào mùa sinh sản rồi anh em ạ, với cả là con trà màu cũng thế, là mà hôm trước mình đi bấy cũng là gọi là đang kiểu là cũng có nhiều anh em bảo là đang nó đang mùa sinh sản rồi, nên là mình sẽ không đi bấy con trà màu kia nữa, chủ yếu là vào mùa này thì mình sẽ gọi là đi bấy mấy con kiểu như là họa mi lất các kiểu ấy, nó sẽ làm cho nó sơ sinh sản em ạ, nên là với họa mi lất này với cả là mấy cả các loại chim mà chim như là chim ăn cổ lọ các kiểu thế thôi, mấy con chim đang sinh sản mùa này là đang là mùa chim trẻ than này với cả trà màu này, xong là khuyên đấy, khả năng hôm nào mình sẽ lên làm một chuyến để bắt chim săn nữa anh em ạ, bây giờ rừng với chim săn thử xem đấy, khuyên xong bằng xong là không toàn là khu rừng, mình vào trong khu rừng này để mà kiểu là hôm đi bấy chim mà họa mi lất xong là đi qua, nên là mình phát hiện ra ở đây kia có một tổ chim oanh, không phải tổ chim khu dốc nhưng mà nó lại bị tổ cú anh ạ, nên là thôi kệ nó, không ấy nhá, kệ nó, để hôm nào mình sẽ đi tìm tiếp mọi người ạ. Tổ chim này mình đi vào trong khu rừng này anh em ạ, thì phát hiện ra ở đây có một kiểu là khúc cây, kiểu là có người thợ rừng ấy họ chặt xuống rất là lốn cây này vì làm nhà anh em ạ, nên là nó bị chết đấy, nó mục ra đây, là nó có mấy cái nấm, cây nấm này, mấy cây nấm này thì nấm này không nên ăn đâu anh em ạ, này nấm không biết là nấm gì luôn, nấm này là không nên ăn anh em nhé, vào rừng anh em mà hay nếu mà anh em vào rừng ấy, anh em mà thấy nấm ấy, nấm kiểu này là không nên ăn, nhưng mà anh em mà thấy nấm kiểu này này, mấy cái nấm này ấy, nấm bé à, không phải cái này, không phải đây, mấy cái nấm bé này này, mấy cái nấm bé này là ăn được anh em nhé, nấm kiểu này ăn được, nhưng mà cái này nó ít thì mình sẽ không lấy đâu, ít quá. Không mấy cái nhánh thôi, không đấy, nhưng mà thấy mấy cái nấm kiểu này, nấm to to này, cứng ấy, anh em hãy tránh xa ra, không nên ăn anh em nhé. Đấy, cái này không ăn được, nấm này nó rất là to luôn, nhưng mà nhìn rất là đẹp, bắt mắt, nhưng mà ăn vào là chỉ ăn được một lần thôi anh em nhé. Nấm này nấm ăn được một lần này, nên là anh em vào rừng, nhưng mà anh em thấy nấm kiểu này ấy, thì chúng ta không nên ăn được ạ. Không được anh em ạ, thì là anh em mình đi bấy chim cũng không được này. Bấy chim họa mi lất ấy thì cũng như anh em thấy rồi đấy, thì nó kiểu là vào nhưng mà nó không nhảy vào sập mà lánh anh em ạ. Nếu mà bọn mình mang keo hoặc là lưới ấy, thì khả năng sẽ được, nhưng mà
Hôm nay mới tội là anh em mình không mang keo với cả lưới gì luôn nên là không được. Anh em mình móm về nhà, về thì phát hiện ra ở đây có một tổ chim cu dốc nhưng mà lên xem lại tổ cũ. Hiện tại là không được cái gì luôn. Nên là bây giờ anh em sẽ di chuyển đi ra để đi về. Ok, mình vừa về nhà anh em nhé. Thì là mình thả vào đồng tắm này, chỉ cho nó tắm, cho con mồi mình tắm đi. Tiếc thật anh em ạ, hôm nay đi bấy với họ Milet này kiểu là như là mình không mang keo ấy, với cả là lưới. Nếu mà mình mang lưới thì là khả năng sẽ được rồi, với cả keo ấy. Keo mình cũng không mang, lưới cũng không mang nên là mình mang sập đi bấy thử thôi, nhưng mà không được anh em ạ, chán thật. Đây mình mang thả nó vào tắm. Bây giờ mình về nhà bây giờ chắc khoảng 12 giờ rồi, 12 giờ trưa rồi. Cho nó tắm đi. Tắm nào, tắm nào. Để nó tắm đi đã. Con này là khả năng nó tắm rất là nhiều luôn anh nhá. Kiểu là mình cho vào cái lồng ấy, lồng của mình ấy, thì là mình thấy nó tắm ấy, nó tắm ở cái cống nước của nó ấy. Nó hay tắm cống nước lắm. Mình không sợ. Mèo. À, thủ phạm con bắt chim ấy rồi. Mèo. Mày sắp chết rồi đấy. Ô, con mèo này. Nếu mà mình bỏ, mình không để ý thì chết ngay với con mèo mình rồi, con chim này. Thôi kệ đi, cho nó tắm một tí đã. Chán thật anh em ạ. Không được anh em ạ. Đi bấy chim họa mi lất thì cũng không vào. Cũng như anh em thấy rồi đấy. Cũng không vào, chán thật luôn. Hay là nó đang kiểu là đang mùa sinh sản nó không vào anh em. Chắc khả năng mình phải hạn chế để đi bấy chim, hạn chế để bấy chim thôi anh em ạ. Bằng mùa sinh sản đến nơi rồi. Thôi bây giờ là chắc là khả năng là mình sẽ kết thúc video này thôi. Chiều mình phải đi làm nữa, đi cấy nữa. Giờ là thôi anh em nhé, có lẽ đây mình sẽ dừng video ở đây. Nếu thấy video là hay thì like video, chia sẻ cho các bạn nhé. Làm tiếp theo, bye bye.